trên chuyến xe ta về quê miền Trung đất nội xa ơi, ai tới quê tôi sẽ hàng dương liễu cát trắng biển xanh dần nhìn giữa đêm xanh anh ngắm lắm lành gió biển trong lành hoàng hôn chập lắng mây chiều bay bay xa cách bao lâu giờ chiếc xe ca trở về quê nhà thăm má thăm bạn bao ngày xa vắng nhớ thương toàn ngoài mòn giờ về quê say biển nơi này gặp nhau chúng mình chuyện tình quê hương ngồi xa cách rồi mười năm đợi chờ mười năm tôi nhớ thương giờ về thôi nhé em ơi, còn đêm nay thôi mãi ra từ lên đường xa cách quê hương nghe tình lưu luyến biết mấy yêu thương nhiều giờ về quê xưa say gió say trăng say biển nơi này cầu xin nước nguyện mãi còn về thăm chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em cũng hát cố cái bài này vì em cũng vẫn đang bị viêm họng không hát được. Hiện tại thì cái bộ dàn của anh Quảng này thì em chạy là chỉ có một đôi loa này thôi. Đấy, còn cái đôi này là hôm qua khách đến xem nhưng mà em cũng chưa bên cất đi. Không đánh trầm đánh đập đôi loa AV. Các bác nghe cái tiếng bát của nó lên rất là sâu đúng không ạ? Đấy. Và nguyên dàn thì em cũng làm dàn 4 thớt thôi. Đấy. Kết hợp với loa full 30 của AV Pro các bác nhé. Đấy, làm cho anh Quảng ở khu Đông Hưng Thái Bình nhé. Đấy, cái bộ này lẽ ra là lên cho anh từ chiều hôm qua, nhưng mà chiều hôm qua thì có khách đến đặt dàn, thế là em lại phải bê ra vệ sinh mất cả buổi chiều, làm đến tận tối cho khách lấy, cuối cùng là không lên dàn cho anh được. Em cảm ơn anh rất là nhiều vì cái lòng tin của anh đã tin tưởng bên Thanh Trúc. Đấy, nguyên bộ dàn của anh thì em kết hợp với một con đẩy Senta, con này là nội địa Trung Quốc luôn, tên Trung Quốc luôn các bác nhé. Đấy, tên Trung Quốc, không có nhái tên ai cả. Và một con quản lý nguồn. Đấy, con quản lý nguồn thì các bác dùng thì nó cũng khá là tiện lợi trong cái việc tắt bật, mình chỉ cắm duy nhất một cái dây này thôi và tất cả hệ thống là mình chuyển qua đằng sau hết nhé. Đấy, và một con vang này thì em nói như bữa trước rồi, con vang của thương hiệu Ý nhé. Con này thì cái nội thất ruột gan của nó, phần mềm của nó thì tương tự như con Bosa CS6 Pro. Con này nó chính là con CS6 Pro đây bác nhé. Đấy, con này của nó giá khá là ok, trong cái tầm giá thì nó còn hay. Còn cái con hiện tại, cái con Bosa CS6 Pro hiện tại thì thị trường một số bên là đang bán cái giá 7 triệu, cái đấy là cái với nó là một cái tên khác nhưng mà hình thức và ruột gan nó là như nhau, nhưng đây là một con vang bãi các bác nhé. Đây là một con vang bãi thì nó là con CS6, còn cái con mà hiện tại đang bán trên thị trường Việt Nam thì nó có tên là C6 Pro. Đấy. Và kết hợp với bộ mic không dây là UGX21 thì nguyên cái bộ như này thôi. Nguyên bộ này và kết hợp với cái đôi loa full AV Pro đây các bác này. Đấy. Chiều nay cũng có một khách nhận cái bộ dàn sử dụng AV Pro thì em mới phản hồi là anh ấy nó đánh rất là tốt, anh ấy nó đánh rất là kinh, rất là hay mà tiếng hát rất là bay. Đấy. Thì vừa rồi em có hát cho anh Quảng và tất cả các bác cùng nghe cái đoạn một đoạn karaoke đấy, thì thực ra bài đấy em cũng không biết hát đâu, em hát các bác nghe thì các bác biết hát, cái toàn hát sai thôi. Đấy. Nó không được hay lắm,
và với lại là cũng giọng thì không đang không được tốt lắm. Đấy, nguyên bộ này thì các bác thấy cái tiếng trống lên rất là tốt nhé. Đấy, một tiếng hát thì rất là bay, hát rất là nhẹ. Em vừa quay vừa hát em chỉ nhìn được màn hình thôi, còn cái tay em mà đưa điện thoại vào đâu thì chúng đó thì các bác xem, các bác chịu khó xem giúp em nhé. Thì em cũng không chỉnh được cái điện thoại vì em một tay em cầm tay, một tay em hát rồi, nên là em không thể chỉnh hai thứ được vì em không thuộc lời, em phải nhìn trên màn hình. Đấy. Cảm ơn anh Quảng rất là nhiều và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video của kênh của Thanh Trúc nhé. Vì là lẽ ra thì em lên hôm qua, nhưng hôm qua em bận, em làm dàn em không lên được. Hôm qua lại chiều hôm qua vừa làm dàn lại vừa có khách đến thử cái loa này. Đấy. Khách đặt dàn xem loa, tức là em cũng không lên cho anh được. Hôm nay mới lên, thật hứa với anh thì thực sự xin lỗi. Đấy, thì cảm ơn anh rất là nhiều và lòng tin của anh và tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu sử dụng những bộ dàn như thế này thì liên hệ với Thanh Trúc nhé. Nó có thể nó nhỏ gọn thôi, không cần năm thớt, em làm nhỏ gọn thôi. Đấy, cũng không cho đơn tiếng, cho khoản linh nguồn và kết hợp loa 30, giá thì rất là tốt và chất lượng thì rất là ok, hát là rất hay quá nhé. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng trong cái thời gian dịch giã như này, mua về hát hò mình khỏi đi lại nhiều, khỏi đi chơi, thì liên hệ trực tiếp với anh Trúc. Và em cũng không quên nhắc các bác rằng là bên em thì cung cấp cả dàn Nhật nghe nhạc nhé các bác nhé. Em đã định làm từ năm ngoái nhưng mà năm nay em mới triển khai được, thì em làm cả cái dàn Nhật này. Và em để nguyên cả nguyên bụng, bác nào mà có nhu cầu đến nhà thì em thích bộ nào bên em dọn bộ đấy luôn. Còn những bộ mà em dọn sẵn rồi thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ để cho các bác giá rất là tốt với những cái dòng dàn nghe nhạc. Và kể cả như những cái dòng dàn karaoke này thì em làm bao giờ giá cũng rất là tốt, đúng mức gọi là hợp lý, phù hợp với cái chất lượng sản phẩm đó nhé. Thì cảm ơn anh Quảng rất nhiều và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video nhé. Và nguyên cái hệ thống sử dụng như thế này thì anh cứ nhận hàng đi, còn em sẽ chuyển cho anh qua cái Zalo để hướng dẫn anh sử dụng chi tiết. Chứ còn nếu mà nói trong đây nó rất là dài thì anh cũng không thể hiểu được đâu nhé. Thì cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các bác nhé.